Hello cả nhà, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Và lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình mình luôn luôn lúc nào cũng bình an, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Thì buổi chiều hôm nay Long có một cái bản tin muốn gửi đến cho đại gia đình chúng ta, đó là cái bản tin xoay quanh về cuộc đời của ca sĩ Nguyên Vũ. Và đây là một cái thông tin chính xác 100%. Thưa với quý vị, hiện nay thì Nguyên Vũ đã chiếm trọn cái tình yêu thương của quý vị khán giả trên cộng đồng mạng cũng giống như bên ngoài xã hội rất là nhiều. Tại vì qua những cái hành động, cái cử chỉ mà anh đã dành cái tình yêu thương đặc biệt của anh cho Hồng Loan trong suốt thời gian qua. Đó là một điều mà phải nói rằng là cả nhà chúng ta ai cũng phải ghi nhận điều đó. Và hơn thế nữa thì Nguyên Vũ có một cái tính nết rất là hiền lành, điềm đạm, tử tế và rất là lịch sự, thậm chí còn khôn ngoan nữa. Thì đã làm cho cộng đồng mạng rất là yêu thương anh. Và thưa với quý vị, trong cái thời gian vừa qua ồn ào giữa Phương Lê và Nguyên Vũ, nhưng mà thật sự ra Nguyên Vũ chưa hề đáp trả, chưa hề lên tiếng. Đó là một sự khôn ngoan, có chừng có mực của cái như Nguyên Vũ, khiến cho mọi người ai cũng phải đều tâm phục khẩu phục. Và thưa với quý vị, nếu như mà trong cuộc đời này là chúng ta ai cũng có sự khôn ngoan, ai cũng có sự cái như là tinh tế như vậy, thì hoàn toàn không có những cái việc tranh chấp hay là bất đồng xảy ra, đúng không quý vị? Bởi vậy người ta mới gọi rằng là người đời và miệng thế gian là vậy đó. Còn thưa với đại gia đình chúng ta thì hôm nay Long cũng xin bật mí luôn cái khối tài sản khủng của Nguyên Vũ. Thì được các trang mạng chính thống đã đưa lên, và thưa với quý vị, nói rằng là Nguyên Vũ là một người ôm một khối tài sản khủng. Thưa với quý vị, anh có biệt thự ở tại Đà Lạt 1.000 m², 1.000 m² và cả hàng mười mấy phòng ngủ. Thưa với quý vị là như vậy, đó một cái tài sản khủng ở tại tọa lạc tại thành phố Đà Lạt quý vị nghe. Và thưa với quý vị là những cái tài sản này không phải là dừng lại ở đó, mà ở thành phố Hồ Chí Minh anh cũng có mấy căn nhà rất là lớn, rất là uy nga lộng lẫy. Và đồng thời nữa thì thưa với đại gia đình chúng ta, Nguyên Vũ còn chuẩn bị đầu tư một số tiền khủng để xây nhà, xây trường tiểu học ở trên cao nguyên với những người bạn, những người đầu tư với anh. Thì đó là một cái tín hiệu rất vui, và đó là một cái điều mà ít có thể mà ai làm được. Mà Nguyên Vũ thì hoàn toàn âm thầm lặng lẽ không hề nói, nhưng mà không biết tại sao lại tiết lộ bên ngoài để được có nhiều tờ báo đăng tải những cái thông tin này. Thì chính vì là đây là những cái tờ báo chính thống quý vị nghe, đáng tin cậy chứ không phải là tin dịch, thưa với đại gia đình chúng ta là vậy. Còn hơn thế nữa thì thưa với đại gia đình chúng ta là nói về cuộc đời của Nguyên Vũ, thì Nguyên Vũ đến nay anh vẫn còn sống vui vẻ và độc thân, anh chưa hề lập gia đình, anh vẫn còn sống bên người mẹ thân yêu của anh. Và người mẹ của anh cũng dành trọn cái tình yêu thương cho anh từ thuở nhỏ đến bây giờ. Cũng giống như đến bây giờ thì anh lại báo hiếu cho mẹ mình, cũng bằng tình yêu thương của một người con đối với người mẹ vô bờ bến. Đó là những cái nghĩa cử cao đẹp của cái như là Nguyên Vũ đối với mẹ, cũng giống như mẹ đối với Nguyên Vũ. Và thưa với quý vị, đó là những cái thông tin về Nguyên Vũ và khối tài sản của anh. Đây là mình chia sẻ để cho cả nhà chúng ta mừng cho Nguyên Vũ, chứ không phải rằng là Long tò mò ha, tọc mạch ha, là tìm kiếm hay là phải thế này thế kia. Quý vị mong quý vị xem clip của Long, thì đây là mình ở đây mình nói, Long nói theo cái tính cách rằng là ở đây là xây dựng hòa hợp và đồng thời nữa rằng là cùng nhau phát triển, chứ san sẻ cho tình yêu thương, chứ không phải nói mà để mà có cái ý gì ngoài cái vấn đề này thì Long không nói. Thưa với đại gia đình chúng ta rằng là những cái tình yêu thương á, mà chúng ta có thể san sớt nhau, chúng ta chia sẻ nhau, đó là một cái điều rất là tích cực mà khiến cho người khác phải coi như rằng là
hiểu được cái lòng mình và mình hiểu được cái lòng họ, để chúng ta san sẻ nhau. Còn có nhiều người mà vào đây á, bên kia đó, những người bên kia đó ghét Long vào đây á, là có thể cung kích bình luận hay là chửi bới Long, cái chuyện này bình thường. Tôi cảm ơn các bạn, tôi đã nói các bạn rất là nhiều rồi. Không có ngày nào mà Long không nhận những cái tin nhắn mà nhục mạ Long, nhưng mà Long cảm thấy là điều đó là Long thấy là chuyện bình thường, quý vị. Mấy anh mấy chị vào mà nhục mạ Long, xem của Long rồi mới nhục mạ Long thì cái chuyện rồi quý vị cũng đã đóng tiền cho tôi trong đó rồi đó, đóng tiền YouTube tôi trong đó rồi đó. Bây giờ nói thêm cái vấn đề cái lùm xùm mà vừa rồi thì cũng nói thật quý vị rằng giữa Nguyên Vũ và Vũ Luân cũng có hiểu lầm nhau, chứ không phải là lùm xùm gì to tát. Nhưng mà đến bây giờ thì Vũ Luân cũng đã gọi điện thoại cho Nguyên Vũ, và Nguyên Vũ cũng sẵn sàng coi như hỷ xả hết về cái chuyện mà quay MV, quay phim, quay đồ. Thì Vũ Luân ban đầu thì cũng có trách móc Nguyên Vũ, tại sao làm thì không nói với Vũ Luân, mà đến khi đổ ra chuyện rồi mới lôi Vũ Luân ra, thì đó là lời Vũ Luân trách móc. Nhưng mà thật sự ra thì ở bên trong sâu thẳm, có ai hiểu được cho Nguyên Vũ không? Và trong câu chuyện này, Hồng Loan là cũng là cái nhân vật chính trong cái câu chuyện drama này, thì Hồng Loan sẽ hiểu hơn hết. Tất cả đều làm cho Hồng Loan vui, làm cho Hồng Loan để có một cái tinh thần vững chắc để mà chiến đấu với cuộc đời này, chiến đấu với những gì xung quanh chúng ta, để rồi Hồng Loan có thể cứng cáp hơn và vững chãi hơn để mà tiếp tục làm kiếm tiền nuôi con. Và nói thật với quý vị, đó là cũng cái lời trăn trối của nghệ sĩ Vũ Linh trước khi chết. Thì Vũ Linh cũng có nói rằng là con có nơi ăn chỗ ở để rồi con tiếp tục làm để nuôi mấy đứa cháu ngoại của ba. Đó là lời của Vũ Linh nói. Thì đó quý vị thấy không, rất là cảm động. Thì đến ngày hôm nay thì thưa với quý vị, Vũ Luân và Nguyên Vũ cũng đã hòa hợp nhau, đã hiểu nhau và thông cảm nhau. Rồi cái tin thứ ba, Long cũng xin thông báo cho đại gia đình chúng ta là có thể có người biết, có người chưa biết, thì Long cũng nói luôn là tin vui sắp đến đây thì cả nhà chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận những cái MV ra đời từ phía Hồng Loan và Vũ Luân. Vũ Luân cũng đã lên tiếng nói rằng là từ đây đến Tết Luân sẽ chuẩn bị ra những cái bài MV tiếp tục giữa Luân và Hồng Loan. Và có thể rằng là có Hồng Ni sẽ góp mặt trong này. Thì thưa với đại gia đình chúng ta, đó là những cái tín hiệu vui. Cả nhà Hồng Loan bây giờ vui, xung vầy. Tối hôm qua live stream tập trung nhà Hồng Loan rất là vui vẻ, rất là đầm ấm, rất là phấn khởi. Thì chính vì lẽ đó chúng ta cũng nên chúc phúc cho Loan và Ni, cũng giống như tất cả mọi người thành viên trong gia đình này, mỗi ngày được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Cũng giống như cái câu chuyện sắp đến đây thì giữa Hồng Loan và phía bên kia cũng còn nhiều lắm quý vị, còn nhiều gian truân lắm. Nhưng mà cái chuyện đó thì Long nghĩ rằng là trời cao có mắt, không nỡ hại kẻ ngay, thành ra là chắc chắn luật sư sẽ biết cách để bào chữa và làm việc như thế nào. Và hơn thế nữa là quan trọng nhất là luật pháp sẽ làm một luật pháp làm là một nơi mà gọi rằng là rất là nghiêm minh, chính trực, sẽ xử cái vấn đề này, sẽ đem lại cái kết quả tốt đẹp nhất và có hậu nhất. Long tin tưởng điều đó, thành ra là quý vị cũng đừng có nên lo ngại. Và thưa quý vị, đến đây thì Nguyễn Đức Long cũng xin dừng video, và cũng không quên cầu mong gia đình chúng ta. Còn Long có cái kênh mới, đó là kênh Ẩm thực làm quê. Mời quý vị coi như rằng là đăng ký ủng hộ giúp Long nha. Đăng ký mạnh đi quý vị. Long nói rất nhiều từ hôm đó hôm nay, cả 10 ngày nay rồi mà chỉ có một số ít đăng ký, chưa có ai ủng hộ mạnh giùm Long. Cố gắng giúp giùm Long đi cho đủ 1.000 người đăng ký đi quý vị. Long cảm ơn cả nhà rất nhiều, và Long cũng không quên coi như rằng là thu thập thông tin chính xác để gửi đến cho đại gia đình chúng ta trong những ngày sắp tới. Thì mong cho cái câu chuyện của Hồng Loan sẽ có một cái kết tốt đẹp, và mọi chuyện nó cũng được suôn sẻ quý vị ha. Không làm khổ Hồng Loan nữa, tại vì Hồng Loan đã chịu khổ chịu cực quá nhiều rồi.
thì đến nay chắc có lẽ là Long nghĩ ông trời sẽ thương Loan và mọi người cũng đều thương Loan. Chúng ta dù muốn dù không cũng đóng góp những cái ý kiến của chúng ta, những cái chính kiến của chúng ta cũng giống như những lời bình luận tích cực nhất, có ý nghĩa nhất và có thể rằng là giúp đỡ cho Hồng Loan được nhiều nhất. Rồi thì đến đây Long xin chào quý vị nha. Chúc quý vị bình an, một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.